Ngày hôm nay, rãnh mây dông tiếp tục được khối không khí lạnh đẩy dịch xuống phía Nam, qua khu vực phía Bắc của Trung Bộ. Vì thế, miền Bắc chỉ có mưa một vài nơi trong buổi sáng. Đến chiều, nhiều nơi có nắng nhẹ, nhiệt độ vì thế tăng nhanh, lên ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Trong buổi chiều, cục bộ có nơi cao hơn. Đối với các tỉnh thành miền Trung, dự báo trong ngày hôm nay, cùng với sự tồn tại của rãnh mây dông nằm vắt ngang qua khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, đồng loạt có mưa rào và dông. Thậm chí đến chiều, mưa còn lan xuống cả khu vực phía Nam. Với các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chỉ phổ biến từ 28 đến 31 độ. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa về chiều nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 33 đến 34 độ. Trong khi đó, phần còn lại của miền Trung là các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận. Hôm nay trời vẫn có nắng cả ngày, nhiệt độ ổn định ở mức từ 33 đến 35 độ. Đến chiều tối ở đây sẽ có mưa rào và dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng xuất hiện dông sét và gió giật mạnh. Trong ngày hôm nay, rìa phía Bắc của rãnh áp thấp sẽ gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực Nam Bộ. Trong đó, các tỉnh miền Tây sẽ là những vùng có mưa trước, sau đó đến chiều tối mưa sẽ lan rộng hơn và xuất hiện ở các tỉnh thành miền Đông. Mưa sẽ đến sớm hơn khiến cho nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành miền Tây không cao, hầu hết dao động từ 33 đến 36 độ, có nơi thấp hơn. Còn đối với các tỉnh miền Đông, nhiệt độ cao hơn dao động từ 34 đến 37 độ. Trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên thì hôm nay vẫn có mưa một vài nơi, về chiều tối, còn ban ngày thì trời vẫn có nắng. Nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 32 đến 35 độ. Trên biển, hôm nay ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc, cường độ ở mức cấp 3 đến cấp 4. Riêng khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh hơn, ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, gây biển động. Cùng với đó là mưa rào và dông, tầm nhìn xa giảm thấp. Trong khi đó, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đêm nay và ngày mai đều chỉ có mưa một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió thổi nhẹ dưới cấp 3. Sau đây là dự báo thời tiết trong ngày tại các khu vực trên cả nước. Khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.